Như vậy là trận đấu bắt đầu. Đội khách Hà Nội giao bóng trước trong trang phục quen thuộc màu áo tím quần vàng, và bảo vệ có môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Như vậy chỉ trong khoảng 5 ngày thôi thì đây là trận đấu thứ hai giữa Hoàng Gia Lai và Hà Nội. Đây là Lê Xuân Tú. Xuân Tú, Don Simuzan đặt bóng rất đẹp, không vào. Cơ hội rất nguy hiểm đã thuộc về đội khách câu lạc bộ Hà Nội. Và tạt bóng rất hay của Toshi Muzan. Rất may vừa rồi là tình huống chạm bóng của Lương Xuân Trường, suýt chút nữa đã có một tình huống phản đối nhà. Văn Thành treo bóng rất nguy hiểm, đánh đầu hơi cao một chút so với đà băng vào của Brandao. Vừa rồi là một tình huống tấn công nách trung lộ rất có nét của cao thủ Hoàng Gia Lai, không có bất kỳ một lỗi việt vị nào cả. Pha tạt bóng cũng khá mềm rồi, hơi lỡ đà một chút so với Brandao thôi. Thời điểm hiện tại thì Công Phượng đang gặp chấn thương và phong độ của Xuân Trường là không tốt trong năm 2022. Đánh đầu, đánh đầu ở cự ly rất xa của Minh Vương. Minh Vương và Tuấn Anh chính là hai cái tên sẽ ở lại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sau khi mùa giải này kết thúc. Cầu thủ có chiều cao ấn tượng nhất, 1m86. Lốp bóng, đánh đầu, pha chạm bóng của Lu Sao. Tuấn Hải cho rằng nếu như trong pha bóng vừa rồi Lu Sao nhường cho anh thì rất có thể sẽ là bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Rất khó trách Lu Sao trong pha bóng vừa rồi. Văn Toàn xuất dưỡng rất nhanh, vượt qua được Duy Mai, căng ngang, không có một ai xâm nhập. Rất đáng tiếc. Đó cũng là một những vấn đề của Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Mặt trận tấn công của họ thường khá mỏng. Pha đi bóng quá hay của Văn Toàn, rất tiếc là không có bất kỳ một cái bóng áo trắng nào đứng ở khu vực có thể tạo ra một điểm chạm cả. Chỉ cần có một cầu thủ nhập vào khu vực vòng 5m50 của câu lạc bộ Hà Nội thôi thì rất có thể sẽ là bàn thắng cho Hoàng Gia Lai. Là mới như là top 11 Bình Định. Sút xa, sút xa khá tốt của Đoàn Văn Hậu. Bóng đi căng và khá lắc. Tới hai nhịp thì Thái Trung, Tô Sĩ Muzan rất khéo. Muzan, tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng của Lu Sao. Hoàng Gia Lai lại tiếp tục thủng lưới trước câu lạc bộ Hà Nội trong hiệp thi đấu đầu tiên. Pha ăn mừng quen thuộc của Lu Sao mùa giải năm nay. Cùng xem lại pha xử lý này. Tình huống mất tập trung nơi hàng thủ của Hoàng Gia Lai. Văn Việt đã bị vượt qua. Tuấn Linh đã xuất sắc ở tình huống bóng đầu tiên, nhưng ở pha bóng thứ hai thì chắc chắn là anh không thể làm gì được. Quạt bóng quá hay để đánh bại trung vệ Văn Việt, một trong những nỗi lo nơi hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Việt thực tế đã chơi tốt trước khi anh để cho Tôn Sĩ Muzan vượt qua ở tình huống vừa rồi. Xuân Trường, Bruno, trọng tài đã cho rằng bóng chạm tay của Bruno Henrique trong pha bóng vừa rồi. Một lần nữa chúng ta xem lại pha bóng này. Quay này có thể thấy là bóng đã chạm tay của tiền đạo bên phía Hoàng Gia Lai. Chắc chắn với sự có mặt của Bruno Henrique thì Brandao sẽ chơi giạt biên nhiều hơn. Đánh đầu, goal, không vào. Và dứt điểm rất nguy hiểm của Minh Vương. Bóng mật đúng người một hậu vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội.
Phạt góc cho Hoàng Gia Lai. 1 phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Cú sút lại pha bóng này, tình huống nhả đầu rất hay của Văn Toàn. Tuấn Trường không được, nhẹ và cũng không đủ hiểm hóc, cho dù có đi trúng đích thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Tấn Trường. Tạt bóng khá đấy đâu, cội hiếm hoi mà Bruno Henrique có thể thực hiện được những tình huống được coi là sở trường của mình. Pha tạt bóng chất lượng cao đến từ Văn Thành. Cùng xem lại pha bóng này, nhưng đã có lỗi việt vị của tiền đạo bên phía Hoàng Gia Lai. Tuấn Trường sút xa, một góc sút dạng như vừa rồi thì Tuấn Trường cũng đã ghi bàn thắng vào lưới của Hà Nội tại V-League năm 2021. Đó là trận đấu mà Gia Lai thắng lợi 1-0. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ chơi tập trung hơn rất nhiều vì trận đấu cách đây ít hôm, trận đấu tại vòng đấu cuối cùng ở V-League, thì Hà Nội đã vô địch rồi và họ chỉ tung đội hình được coi là không quá mạnh. Văn Hậu, Lusao, tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Một cú đúc của Lusao, Rafaelson gọi ngay lập tức thì Lusao đã trả lời. Và tấn công rất hay của Đoàn Văn Hậu. Và cái đánh gót này của Lusao cũng cực hay. Không có lỗi việt vị của Lusao. Rồi, Bảo Toàn không được. Đỗ Duy Mạnh đã có vị trí tốt, tiền đạo bên phía Hà Nội khai thác. Đánh đầu, phải đánh đầu trúng đích của Bruno, nhưng không quá khó với Tấn Trường. Là Bruno treo bóng, đánh đầu, nỗ lực đánh đầu của Tuấn Anh. Rồi Văn Thành dứt điểm, không vào. Bruno không thể chạm chân vào bóng. Và càng ngang tương đối chất lượng của Văn Thành. Khá tiếc. Thì vậy là cầu thủ trẻ Đức Việt vào sân để thay cho Lương Xuân Trường. Văn Thành khá chất lượng, nhưng Tấn Trường vẫn đang chơi ổn định. Và đương nhiên khi tiếp Đồng Hới Thanh Hóa trên sân nhà thì khát khao của Bình Định là lớn hơn rất nhiều. Và đá phạt có thể nói là tốt khi Đoàn Văn Hậu đã mở tông rất nhanh. Và giờ là phạt đền. Chính xác, bây giờ sẽ là cơ hội để cho cao thủ Hoàng Gia Lai có thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số cho còn 1-2. Ta sẽ cùng xem ai sẽ là người phạm lỗi trong pha bóng này. Người phạm lỗi là Đỗ Duy Mạnh. Phạt đền là chính xác, không có gì phải bàn cãi cả. Văn Thành không vào. Lần này thì huấn luyện viên Kia Thi Sắc không thể nở nụ cười được nữa rồi. Rất chua chát. Cái ôm đầu ngán ngẩm, cái lắc đầu ngán ngẩm của huấn luyện viên bên phía Hoàng Gia Lai với tình huống xuất phạt đền vừa rồi của học trò của mình. Không trúng đích, không trúng đích. Khá nhiều khán giả đã bỏ về.
không được. Rồi, vẫn không vào. Hàng công thi đấu thực sự thất vọng, hàng thủ thì lỏng lẻo. Rất đáng tiếc, cú đi đánh đầu chỉ khoảng 5 mét thôi, nhưng Văn Toàn vẫn đưa bóng đi ra ngoài.